Nguyên biết là trên thế giới nó cũng có rất là nhiều nhà bắn tinh đang sôi động. Nhưng mà Nguyên thì Nguyên cái gì Nguyên cũng đánh giá, và tình trạng nào khẩn cấp thì Nguyên đưa trước. Cái nào mà không quá quan trọng thì chúng ta để ngày mai chia sẻ. Nếu không có tin nóng, ngày mai chia sẻ nó cũng không muộn. Đây là các quý vị đang mong đợi nhiều bản tin, thí dụ vấn đề của Đài Loan, vấn đề của Nam Hàn, vấn đề của Việt Nam, thí dụ là như vậy. Thì Trung Nguyên mạng Pháp thì Nguyên lựa cái nào hot Nguyên đưa trước. Và đối với Nguyên, cái tình hình ở tại Trung Đông vẫn là cái tình hình có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cả toàn cầu. Bất cứ ai cũng không tránh khỏi, cả luôn người Việt Nam chúng ta. Dù chúng ta ở xa cuộc chiến không biết bao nhiêu ngàn cây số, nhưng cuộc chiến tranh bùng phát thì chúng ta sẽ gớt vào trong một cái trạng thái, đó là trạng thái lạm phát. Và lạm phát nó đã bắt đầu. Nó đã bắt đầu từ ngày hôm qua, từ lúc mà Iran tấn công, và sau này do Thái đáp trả nó đã bắt đầu lẹ hơn nữa. Có thể nói là bây giờ cái tình trạng ở Trung Đông làm cho người ta khá lo lắng, bởi vì nó đã có một cái cuộc chiến tranh khác nó chưa kết thúc mà Nguyên mới vừa cập nhật đây thôi, đó là Ukraine và Nga. Thêm cuộc chiến nữa là không khác biệt gì, nó có hai mồi lửa ở hai nơi mà đều là những mồi lửa nguy hiểm. Các quý vị cũng đang hỏi là Iran có vũ khí hạt nhân hay không, thì tới ngày hôm nay thì cũng không ai nói rõ, cả tình báo của Mỹ cũng không chắc. Có thể nói là có 70% là Iran có vũ khí hạt nhân, 30% là không. Cũng có nghĩa là trên phần trăm cao là Iran có. Nhưng mà người ta dù có đi nữa thì cái số lượng nó chỉ là một trái duy nhất mà thôi. Nếu có là có thể một trái duy nhất mà thôi. Thì đây là những cái điều mà người ta chỉ có phỏng đoán, chứ không có ai có một bằng chứng cụ thể. Nên là hỏi Nguyên về vấn đề này thì Nguyên chỉ có nói khoảng tầm 70% là Iran có, là phần trăm khá cao rồi. Mà số lượng thì chỉ có khoảng một trái duy nhất. Và số cái trái đó cũng mới chế tạo trong vòng vài năm gần đây, có nghĩa khoảng tầm 2 với 3 năm gần đây mà thôi. Nên là cái vũ khí này nó cũng không phải là loại vũ khí cũ, mà chúng ta cũng phải thận trọng cái điều đó. Tình trạng của Trung Đông nó có chuyện lạ kỳ. Thì các quý vị cũng biết đó, là Iran đã có lời cảnh cáo rất là rõ cho Do Thái: nếu anh tấn công vào trên lãnh thổ chúng tôi hay vào lãnh sự quán chúng tôi thêm một lần nữa thì tôi sẽ đáp trả ngay lập tức. Đây là cái lời cách đây không lâu mạnh miệng vô cùng. Thì sáng ngày hôm nay chuyện gì nó đến, nó đã đến. Một số lượng máy bay không người lái đã tấn công vào lãnh thổ của Iran. Đặc biệt là ở tại căn cứ không quân của Iran có 3 tiếng nổ, có 3 tiếng nổ, có 3 tiếng nổ lớn. Và chính phủ Iran đã có thừa nhận rằng là có cuộc tấn công. Nhưng cái lạ kỳ nhất là cái gì? Họ không nêu là Do Thái. Họ nói là đất nước của họ đã ngăn chặn một số lượng máy bay không người lái. Họ không nêu lên cụ thể là con số bao nhiêu. Họ cũng không nêu lên cái sự thiệt hại là bấy nhiêu. Họ nói giống như là chỉ có qua loa. Nhưng người Iran có nhiều nơi đã nổ và người ta đã thấy những cái hình ảnh đã có nổ. Đặc biệt là căn cứ không quân có nổ 3 tiếng lớn. Và cái lạ kỳ hơn nữa, trên cả lạ kỳ, Tổng thống Iran mới vừa phát biểu. Mới vừa phát biểu có khoảng tầm 2 tiếng. 2 tiếng. Trong cái bài phát biểu với dân dân, ông ta không nêu lên cái sự việc tấn công của Do Thái. Cũng không nhắc đến vấn đề nổ. Nói chuyện nó lạ không? Ông mới vừa phát biểu cách đây 2 tiếng đồng hồ thôi. Trước khi Nguyên làm chương trình thì ổng là phát biểu lời trước số đó, và trong cái bài diễn văn phát biểu của ổng không có bất cứ điều nêu lên vấn đề cuộc tấn công của Do Thái, không nêu lên, im lặng luôn. Mà còn lạ hơn nữa, ông Do Thái cũng không nói gì luôn. Tới bây giờ Do Thái vẫn chưa nói là mình tấn công gì hết nha. Cho Nguyên nói, báo Mỹ nói thôi, mấy ông Mỹ nhiều chuyện thôi. Báo Mỹ, ba đài đưa tin nhất, ABC, CNN, rồi CBS gì đó, ba đài Mỹ là đưa nhiều chuyện nhiều nhất. Không biết lấy thông tin từ đâu ra mà biết sớm quá. Biết sớm quá, ba ông này lấy tin nhất. Và Nguyên kể lấy tin từ đâu nha. Lấy tin từ đâu? À, Nguyên sẽ kể cho các quý vị tại sao báo Mỹ đã có tin trước nhất và sau đó 2 tiếng sau Nguyên mới cập nhật lại. Vì lúc đó là Nguyên mới vừa ngủ thức dậy. À, Nguyên còn đang ngủ. Mà Nguyên không có cái bị cúp điện là chắc là Nguyên còn ngủ trễ hơn nữa, là sẽ đưa trên trễ hơn nữa. Thì hiện bây giờ cho Nguyên nói là Iran cũng không nói cái gì và Do Thái cũng không lên tiếng cái gì luôn, vẫn giữ im lặng giống như là không có tấn công gì hết.
Do Thái chưa thừa nhận cái điều đó. À, tất nhiên là có vài chánh trị gia của Do Thái đã có lời phát biểu. Và bây giờ chúng ta đi vào chi tiết cụ thể. Đầu tiên nhất chúng ta phải nói là Mỹ đưa tin đầu tiên nhất. Ba cái đài của Mỹ là đưa nhiều nhất. Đưa tin đầu tiên. Theo nguồn tin của họ nói á, là có một vị tướng lãnh của Hoa Kỳ đã tiết lộ cho họ biết cuộc tấn công của Do Thái vào Iran ngày hôm nay. Họ đã biết trước khi Do Thái tấn công. Do Thái đã gửi thông điệp đến cho Hoa Kỳ là Do Thái sẽ đáp trả. Và ông tướng lãnh này đã nhận được tin trước đó tấn công. Và họ, đài của Mỹ đã nhận thông tin trước đó. Và khi Do Thái tấn công là họ chia sẻ liền. Họ chia sẻ liền, họ biết liền. Đó, họ biết liền luôn. À, lẽ thiệt, họ biết liền. Thì khi họ chia sẻ thì còn khá sớm, sau đó thì Nguyên nhận cái bản tin đó thì Nguyên mới chia sẻ lại cho các quý vị. Đó là những cái gì mà báo Mỹ họ nói, họ lấy nguồn tin đến từ đâu. À, còn riêng biệt về Do Thái thì chúng ta biết đó, tới bây giờ Do Thái vẫn chưa nói cái gì hết. Chỉ có ở tại Do Thái có một cái đảng, tức là đảng cực đoan. Cực đoan. Họ chỉ trích chánh quyền Do Thái là chánh quyền của ông Netanyahu. Họ nói rằng đó, là cái cuộc đáp trả của Do Thái nó quá yếu. Nó quá yếu ơi. Yếu quá, đánh ít quá. À, đó là cuộc trả đũa của Do Thái. Đây là đảng của Do Thái, là đảng cực đoan. Thì các quý vị biết trong cái đất nước tự do chúng ta có được quyền nhiều đảng phái. À, chúng ta có cực tả thì chúng ta cũng có cực hữu. Đó, nó đơn giản là như vậy. À, nên là những cái đảng cực đoan đó thì họ đã lên án cái hành động của ông Netanyahu, nó đã quá mềm mỏng. Nhưng chính phủ Netanyahu thì không nói một lời nào hết. Khi lúc đó ai cũng biết là Do Thái làm, nhưng hai bên giống như giả vờ không biết gì hết. Các quý vị thấy lạ không? Iran giả vờ giống là không biết là Do Thái làm, mà Do Thái chính làm cũng giả vờ là tôi không bắn. Ủa, hai bên đang chơi cái chiêu gì vậy? Các quý vị có thể giải thích cho Nguyên được không? Hai ông giả vờ cái gì vậy? Cả thế giới đều đăng báo, đều biết hết rồi. Bây giờ nó không phải là tin mới nữa. Hồi sáng thì Nguyên cập nhật cho các vị nó là còn tin mới. Bây giờ thì nó là tin cũ rồi. Bây giờ ai cũng biết hết rồi. Bây giờ cả thế giới đều biết hết, không còn là tin mới nữa. Nhà cho Nguyên hỏi các quý vị thì họ giả vờ để làm cái gì? Tới bây giờ không có bên nào thừa nhận về cái gì hết. Giống như là Iran ngày hôm nay, họ giống như là họ nói với người dân là không có chuyện gì xảy ra hết á. Không có ai bắn, không gì hết chứ. Có tiếng nổ thôi, mà không biết là ai hết. Cũng không quan tâm, không nhắc. Khi lúc đó, hai kẻ thủ phạm, mới dùng phải cái dùng từ chính xác là hai kẻ thủ phạm, bên nào cũng là thủ phạm hết mà. Bên khiêu chích trước, bên trả đũa là hai bên đều thủ phạm. Hai kẻ thủ phạm này thì giữ im lặng, nhưng thế giới thì lại ồn ào. Thế giới thì lại ồn nghèo, thế giới thì xôn xao, thế giới thì đen, Nguyên nói là chạy đao, chạy đáo, chạy, trời ơi, chạy khối mịt mù luôn. Thế giới thì nó bất ổn, hai ổng thì giữ im lặng phăng phắc. À, đầu tiên nhất là ông Oman. Oman, cái quốc gia lân cận đó, lên án hành động của Do Thái. Cho là hành động của Do Thái như thế này, như thế kia. Khi lúc đó Iran không nêu lên cái gì hết, thì ông Yemen, đó, giấy mén, Oman rồi đó, mấy khu vực đó đó, lên tiếng liền. Liban, Hezbollah lên tiếng liền. Mấy ông xung quanh đó lên tiếng, nhưng mà Iran thì vẫn giữ im. Mấy ông kia lên án hành động của Do Thái, vân vân và vân vân. Mỹ điện thoại trực tiếp Netanyahu và kêu gọi bình tĩnh, đừng đừng, điện thoại qua Iran. Bình tĩnh, bình tĩnh. Joe Biden phải điện thoại cho hai ông. Á, khổ bắt Joe nhà ta bây giờ phải nói chuyện nhiều mệt. Ông nói tao bây giờ tao nói mà nên tao tao nói không ra hơi rồi. Tao phải giải quyết, vì nó tội nghiệp cho bắt Joe. Cỡ này áp lực làm việc hợp G7 hoài, hợp NATO hoài. Rồi phải nói chuyện, nói chuyện với Netanyahu, nói chuyện với ông này ông kia hoài. Bắt Joe tao mệt quá, cỡ này tao được nghỉ ngơi. À, bắt Joe phải điện thoại cho cả hai bên và kêu gọi hai bên bình tĩnh, đừng để cho câu chuyện quá leo thang nữa. Sunak điện thoại cho cả hai bên để kêu gọi hai bên bình tĩnh. G7 họp khẩn cấp để có thông điệp làm sao thuyết phục được Do Thái và Iran ngừng cuộc chiến tạm thời ở đây.
Liên minh châu Âu họp khẩn cấp. Ursula von der Leyen đã phát biểu, bà ta nói cái gì? Tôi lại các ông, xin các ông. Bà lúc đó bà Ursula von der Leyen, bà ở Phần Lan đó. Bà đang ở Phần Lan. Khi bà nhận được bản tin, bà phải họp vi tính với 27 quốc gia để mà nói chuyện qua vi tính. Lúc đó bà đang đi công du ở tại Phần Lan. Bà đi thăm tình trạng của Phần Lan như thế nào, vấn đề ban giao kinh tế quân sự của Phần Lan ra sao, thì mà lúc đó bà nhận cái tình trạng thì bà bắt buộc phải họp khẩn cấp với Liên minh châu Âu, và bà năn nỉ kêu hai ông hãy ngừng ngay lập tức vì tình trạng của kinh tế cả toàn cầu nó đang gặp khó khăn, nếu hai ông mà quýnh là xong luôn, xong luôn các quý vị. Khi thế giới đang sôi động như vậy thì Trung Quốc và Nga lại im lặng. Trung Quốc và Nga lại im lặng. Hoàn toàn không có sự lên án của Trung Quốc và Nga, đang giữ im lặng. Và Trung Quốc hình như và Nga đang đắc ý. Ha ha, có chuyện để coi rồi. Tao đứng ta coi chuyện này nó giải quyết như thế nào. À, Trung Quốc và Nga lại hoàn toàn giữ im lặng khi Pháp, Đức, G7, Mỹ, nói chung chung, Canada cũng lên tiếng, bên này Canada, thủ đô cũng lên tiếng. Tất cả thế giới đang lên tiếng và đang sợ hãi cuộc đáp trả của Iran ngược trở lại. Lời nói của Iran, nói được làm được. Mày đụng thì trả lại gấp 10. Đó, có dai thì phải có giá trả. Đã khiêu khích, đó là phải quay lại chích. Đó, nên là bây giờ thì ai cũng đang chờ đợi và lo lắng cái điều này hết. Nên ngày hôm nay đang mỗi giây phút hiện bây giờ nè, hồi hộp. Và bây giờ đến phần phân tích. Tại sao Do Thái phải làm như vậy? Có nhiều người phân tích sau đây. Không biết cái bài phân tích của những nhà chuyên gia mà đang nói chuyện ở nhiều đài của Mỹ, đài của Pháp, đài của Anh Quốc. Không biết cái lời phân tích của họ sẽ có hài lòng các quý vị hay không? Cho Nguyên mạn phép phiên dịch lại những lời phân tích của họ. Tại sao Do Thái đáp trả? Và Do Thái đã gửi thông điệp gì cho Iran? Đó là cái tựa đề mà mấy ngày hôm nay trên diễn đàn họ đang nói. Đặc biệt là hôm nay họ nói rất là nhiều. Thứ nhất là Do Thái muốn chứng minh cho Iran thấy, khi anh tấn công tôi bằng những quy mô cực kỳ là lớn, một cọng lông của tôi anh đụng cũng không được. Nhưng tôi chỉ cần tấn công anh với một cái quy mô nhỏ thôi, nhỏ thôi, cũng đã làm anh thiệt hại. Đây là sự khác biệt giữa khả năng quân sự của tôi và anh. Đây là thông điệp đầu tiên mà người ta giải thích rằng là các hành động của Do Thái là để muốn chứng minh rằng họ muốn tấn công vào Iran lúc nào cũng được và lúc nào cũng có thể làm thiệt hại nặng nề cho Iran. Nhưng họ không làm điều đó, họ chỉ tấn công một quy mô nhỏ để chứng minh rằng khả năng của họ là như vậy, và để cho anh mới là người khiêu khích. Vì tôi không muốn là người đầu tiên bị người ta chỉ trích, nên tôi tấn công với một quy mô nhỏ. Và anh là anh nói cái gì? Được, trước anh nói cái gì? Đe dọa tấn công gấp 10 lần. Welcome. Và chúng tôi đang có cái sự việc khả năng phòng thủ. Đây là một cái bài phân tích. Một bài phân tích thứ hai, người ta cho rằng là Do Thái đang lợi dụng thời cơ. Vì trong khu vực, kẻ thù lớn nhất của Do Thái không ai xa lạ là Iran hết. Do Thái đang lợi dụng thời cơ trong một cái giai đoạn mà Mỹ, châu Âu đang bảo vệ Do Thái bằng hàng không mẫu hạm của nhiều quốc gia đang đóng đô gần. Những căn cứ quân sự của Do Thái đang ở khu vực và biết là Mỹ không thể bỏ rơi Do Thái được nếu Do Thái bước vào cuộc chiến. Nên cái hành động của Iran vừa qua không có tàn bạo, tập trung tấn công chính xác vào những căn cứ quân sự. Thứ nhất là lấy được lòng dân, vì cái cuộc tấn công của Do Thái không có bừa bãi, không giống như Iran bắn một cách bừa bãi. Đây là trung tâm căn cứ quân sự của kẻ địch, trọng tâm trụ sở, và không bắn bừa bãi vào nhà dân. Nên thứ nhất là lấy được lòng dân. Thứ hai, nếu Iran đáp trả thì ngay lập tức cuộc chiến tranh có thể bùng phát, mà Mỹ bắt buộc phải trói buộc, và Iran lợi dụng Mỹ, dù Mỹ không muốn tham chiến. Trong nguyên nói Mỹ họ không muốn tham chiến, nhưng Do Thái sẽ lợi dụng Mỹ, ép Mỹ vào cuộc chiến, một cuộc chiến mà Mỹ không muốn. Và Do Thái đạt được mục đích của mình, đó là gì? Tiêu hủy kẻ thù mạnh nhất ở khu vực.
Thì đây cũng là một bài giải thích của những nhà chuyên gia. À, Nguyên nói là chuyên gia, tất nhiên những bài giải thích đó chưa chắc là nó sẽ hài lòng các quý vị và nó hợp theo cái suy nghĩ của các quý vị đâu. Đó là tùy theo người thôi, tùy theo người. À, đối với Nguyên á, cái lý do mà Iran họ làm, xin lỗi, Do Thái họ làm như vậy đó là họ muốn gửi trái banh chiến tranh cho Iran, chứ không, họ không muốn giữ trong tay. Nếu họ không đáp trả lời thì họ sẽ bị người dân cho là yếu kém, rồi chính trị nội bộ nó sẽ lục đục, đặc biệt là ông Netanyahu sẽ dễ bị người ta mất chức, bị người ta trong đảng phái kêu ông yếu kém, làm cho đất nước bị đe dọa. Nên ông mới đáp trả với một cái quy mô vừa phải để cho nó vẫn nằm trong cái kiềm chế. Vì ông có tiếng nói, tôi cũng có trả đũa rồi đó. Tôi cũng có trả đũa rồi đó. Đừng có nói là tôi không có, tôi có trả đũa đó. Nhưng đáp trả với một cái quy mô vừa phải để cho mọi sự việc nó nằm ở trong một sự khống chế, và cái trái banh chiến tranh nó không nằm ở tại Do Thái nữa. Mai mốt có chiến tranh thì không ai đổ lỗi cho Do Thái hết. Chiến tranh không phải là lỗi của tôi. Bên kia đó, tụi nó quýnh đó, chứ tôi không có quýnh à. Tôi chỉ có đáp trả, nhưng bởi vì nó tấn công tôi đáp trả cái quy mô nhỏ nhỏ thôi. Và tôi nhắm mục tiêu chính xác. Đó, bây giờ tôi không đánh nữa. Mà nó đánh là đánh cái chiến tranh, là lỗi tại nó chứ không phải lỗi tại tôi. Các quý vị biết là chiến tranh nó quan trọng nhất là gì không? Là cái lý. Mình không có lý, không ai ủng hộ mình hết. Mình không có cái lẽ phải. Cũng giống như là Nga đó, đánh chiến tranh không có lý, không lẽ phải. Cả thế giới ủng hộ Ukraine. Đánh chiến tranh phải có một cái cớ và cái lý hợp pháp. Chứ ngày xưa mà các quý vị biết mà không có khủng bố hai cái tour ở tại Mỹ, thì làm cái gì mà Mỹ qua đánh chiến tranh ở tại Trung Đông? Thế giới đâu phải Mỹ một mình đánh đâu. Anh Quốc đồ nhiều quốc gia nó yểm trợ. Vì cái gì nó cũng phải có một cái nguyên nhân và lý do. Lửa khó có khói, nó cũng phải có ai đó đốt. Chứ không không mà nó cái gì được. Nên hiện bây giờ thì Do Thái đang muốn tạo ra cái trái banh chiến tranh, nó nằm ở bên phía bên Iran. Quyết định chiến hay không là do các anh. Nên mà Nguyên có thực tế thì Nguyên thấy là Iran họ sợ đó. Iran nó phải sợ đó. Bởi vì Iran sợ nên Iran mới đã giữ im lặng. Nếu Iran không sợ thì là Iran đã bùng phát cái sự việc này lên. Iran đã giữ hoàn toàn im lặng. Và Do Thái cũng không nói cái gì, là bởi vì Do Thái đã bị Hoa Kỳ khiển trách. Vì Hoa Kỳ đã cố tình làm mọi việc. Nguyên nói là Hoa Kỳ đã cố tình làm mọi việc dàn xếp chuyện này ổn thỏa. Hoa Kỳ đã làm đủ thứ, cả luôn Hoa Kỳ đã phủ quyết Palestine không cho vào Hội đồng của Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ đã lệnh trừng phạt cho Iran, Hoa Kỳ còn kêu gọi đồng minh trừng phạt luôn. Hoa Kỳ đã làm đủ thứ, Hoa Kỳ sắp sửa gửi cái gói viện trợ cho Do Thái nữa. Sắp sửa nè, sẽ gói viện trợ cho Do Thái nữa. Hoa Kỳ đã hạ giọng tối đa để cho Do Thái hài lòng. Nhưng Do Thái bởi vì chính trị trong đất nước, bởi vì lời nói của nhân dân, nên Do Thái đã đáp trả. Nên là bởi vì cái sự khiển trách đó nên Do Thái họ cũng không muốn làm lớn chuyện. Họ muốn giữ im lặng. Thì nếu hai bên đều muốn giữ im lặng, hai bên muốn chuyện này hạ xuống, thì không có cái gì để nói hết. Mọi sự việc sẽ là happy, mọi sự việc sẽ là vui vẻ. Nhưng mà lỡ có chuyện gì sao? Hiện bây giờ ông Iran không biết được. Ông giả vờ. Bây giờ sự im lặng của họ làm cho người ta khó đoán. Chúng ta có thể nói rằng là bây giờ là họ muốn chuyện này đóng sổ, họ im lặng, thì chúng ta sẽ suy nghĩ như vậy. Nhưng nếu không phải là như vậy, mà Iran đang chờ đợi một thời cơ, đang chờ đợi lệnh từ Tập Cận Bình hay lệnh từ Putin, chờ sự cam kết của hai quốc gia cường mạnh này, thì Iran mới đáp trả thì sao? Cái điều này là một cái nguyên, nó là tất cả đều một cái những cái sự mà chúng ta không thể đoán được. Nên tới bây giờ, tới giây phút này, thế giới chúng ta nó ở trong sự quyết định của Iran trong những giờ kế tiếp. Và chúng ta cũng không đoán được Iran sẽ làm cái gì. Nếu mà cuộc chiến tranh ở trời Trung Đông nó bùng phát một cách dữ dội, thì cái thảm họa đầu tiên của chúng ta nhận chắc chắn là đổ xăng méo mặt.
đổ xăng sẽ là méo mặt. Méo mặt. Nha. Méo mặt. Sau đó đi chợ méo miệng. Đi chợ méo miệng. Rồi phải chúng ta sẽ bị có cái tánh hay bị chửi thề. Tức quá mà. Nhìn cái giá cả là tức quá. Nhìn cái giá cả là tức quá. Chúng ta sẽ méo miệng. Méo miệng. Đó. Đó. Rồi chúng ta sẽ bị chóng mặt. Say nắng. Chóng mặt. Các hương vị. Say nắng chóng mặt. Kinh tế không khách du lịch khách ung vậy đó. Bay đường nào? Từ châu Âu bay qua Á Châu đi du lịch cũng phải đi ngang Trung Đông. Vé máy bay nó sẽ là huyết. Vì dầu hỏa nó cũng tăng. Còn khu vực không an ninh thì giá cả nó cũng tăng. Nói chung chung là cái gì nó cũng tăng. Không có cái gì mà nó không tăng hết. Và bộ não chúng ta nó cũng bốc khói nó tăng theo. Đó. Và cái người đi du lịch thì cũng không đi được vì kinh tế khó khăn. Cái nơi mà đón du lịch để kiếm tiền cũng đón không được. Khách sạn, nhà hàng, tiệm búa, những cái nơi vui chơi, giải trí dành cho khách du lịch. Có ai mà đi? Có ai mà đi? Nên là bao nhiêu đó thôi thì chúng ta cũng thấy cái bức tranh về kinh tế nó cực kỳ ảm đạm trong những ngày kế tiếp rồi. Và bây giờ thì cho Nguyên đặt một cái câu hỏi cho các quý vị. Trong cái diễn đàn ngày hôm nay chúng ta đến với một cái bối cảnh mà Nguyên nói là thế giới đang ở trong một cái giai đoạn cực kỳ là hỗn loạn. Và G7 đang cố gắng dàn xếp, G7 đang họp nha. Bắc Rô đang họp, chưa có kết thúc buổi họp. Trung Nguyên nói là họp của G7 chưa có kết thúc. Họp về vấn đề của Ukraine đã kết thúc, nhưng họp về vấn đề của Trung Đông chưa kết thúc, còn đang họp. Nên là chúng ta chưa biết cái kết quả. Cái buổi họp về của G7 là mục đích đó, là để xoa dịu cả hai bên, để cho cái tình trạng này nó không có tái diễn và không có sự đáp trả nữa. Và theo các quý vị là cái câu chuyện này nó sẽ ngừng ở đây. Bây giờ là nó gần nó sẽ đóng sổ ở đây. Vì hai bên đều đang giữ im lặng. Vì không có bên nào khoe mẽ. Ví dụ Do Thái họ tung hô giống như là Iran vừa qua, Iran tấn công á. Là Iran tổ chức ăn mừng đồ, phô trương sức mạnh quân sự rồi đó. Do Thái họ không làm điều đó. Họ im lặng hoàn toàn. Dân của họ cũng không nói gì luôn. Theo các quý vị là tình trạng này như thế nào? Nó sẽ ngừng ở đây. Hay là nó sẽ có sự đáp trả qua lại nữa. Và Nguyên sẽ đưa những bài phân tích của người khác cho các quý vị nghe. Chúng Nguyên sẽ đưa ra những bài phân tích của người khác. Bây giờ Nguyên hỏi các quý vị thôi. Đánh tiếp hả? Có người nói ngừng. Có nhiều bác cũng nói ngừng ha. Nếu mấy bác nào nói ngừng thì cho Nguyên đưa cái bản tin này, chắc các bác sẽ rất là buồn đó. Mấy bác là đang muốn hòa bình đó, thì những cái bản tin kế tiếp đây thì mấy bác sẽ rất là buồn đó. Thì đầu tiên nhất thì phía bên Do Thái ngày hôm nay họ đã kêu cái gì? Họ kêu lãnh sự quán của Mỹ bớt, lãnh sự quán của Mỹ và gia đình của lãnh sự quán của Mỹ bớt di chuyển, bớt di chuyển, bớt di chuyển. Họ kêu lãnh sự quán của Mỹ bớt di chuyển ở trong cái phạm vi bảo vệ. Nếu gia đình của ông mà đi ra khỏi cái phạm vi bảo vệ của chúng tôi thì chúng tôi khó thể nào bảo vệ an toàn cho ông và gia đình của ông. Gia đình của ông. Bởi vì tình trạng có thể bị Iran đáp trả bất cứ lúc nào. Bao nhiêu đó thôi là thấy đáng lo rồi. Ngày hôm nay bác Úc Châu của nhà ta, Úc Châu đó, kêu dân của mình rời khỏi Do Thái, rời khỏi Iran khẩn cấp. Ai có mang quốc tịch Úc Châu làm ơn rời khỏi hai quốc gia này giùm. Úc Châu công bố chính thức. Và vài tiếng nữa thì Nguyên nghĩ là nếu mà tình trạng căng thẳng nữa, ngày mai là Mỹ kêu, Pháp kêu, Đức kêu, ai có mang quốc tịch của nước nào thì về đất nước đó khẩn cấp, không ở lại ở hai quốc gia này nữa. Nha. Thấy là tình trạng không ổn. Úc Châu ổng xa. Úc Châu ở tuốt bên kia đó, bờ trái đất, mà còn lo lắng công dân của mình kêu ê tụi bay về bay ơi, đừng đi du lịch gì nữa nha, bà con xa bà con gần thì không biết cái gì về đi nha, xảy ra chuyện người ta không có cứu đâu nha, tao kêu trước rồi đó.
Úc Châu họ là người quốc gia đầu tiên kêu con dân của mình về trước nha. Và Nguyên tin là vài ngày nữa sẽ có hàng loạt những quốc gia khác, vì người ta không muốn tạo ra cái khủng hoảng, cái lo lắng. Nhưng với cái bối cảnh này thì Nguyên nghĩ là những quốc gia Canada, Mỹ, Pháp, Đức, trời ơi, thì có nhiều người mang hai quốc tịch các quý vị, có nhiều người mang hai quốc tịch đó, hay là có những người có gốc gác là người do quốc tịch mà họ có gốc gác là người Do Thái, nên là họ thường xuyên ở Do Thái hay ở Iran. Nên là hiện bây giờ những cái quốc gia đang kêu con dân của mình về, có nghĩa là gì? Có nghĩa là tình trạng có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào. Hơi bị buồn quá không? Chưa xong đâu, còn nữa. Theo nguồn tin của nhiều những nhà chuyên gia cho biết, cuộc tấn công của Do Thái đợt này là quy mô nhỏ, là bởi vì mới có dò đường thôi. Mới dò đường, từ đó tới giờ chưa tấn công, dò đường mới coi không khả năng phòng thủ của kẻ địch như thế nào, nằm đặt những trụ sở ở đâu, rồi mới có một cái quy mô lớn hơn nữa. Nguyên có biết thật hay không mà Nguyên gầu quá, nó trời trời, xong mấy ông bình luận cái gì đâu không, mấy ông chuyên gia, những người bình luận này không phải là những người tầm bậy đâu nghe các quý vị nha, là mấy ông tướng, mấy ông làm trong tình báo, mấy ông làm tình báo.